bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê muốn chia sẻ với các bạn một loại rau mà chúng ta rất là hay sử dụng, mà ngày xưa thì nó là một loại rau cho lợn, nhưng bây giờ nó được coi là một kho báu để làm sạch ruột và tẩy rửa được mạch máu các bạn nhé. Người Nhật rất hay sử dụng loại rau này, còn coi đó là rau trường thọ. Và mình mời các bạn cùng ra vườn để hái rau và tìm hiểu loại rau này với mình nhé. Đây là rau khoai lang các bạn nhé, một loại rau rất là tốt đối với sức khỏe. Và mình ra vườn mình sẽ ngắt một nắm rau khoai lang này. Đây, một ruộng rau khoai lang các bạn nhé. Đây là rau khoai lang mình vừa mới ngắt ở ruộng xong và mình xin chia sẻ với các bạn nhé. Các bạn biết rằng rau khoai lang không chỉ là một loại rau chúng ta ăn rau mà chúng ta còn có thể ăn cả củ và ngọn của khoai nữa ạ. Đó là một loại rau vào mùa hè được rất là nhiều người lựa chọn và ưa thích các bạn nhé. Chúng ta không phải chỉ ăn mỗi ngọn rau khoai lang mà chúng ta có thể ăn cả lá rau khoai lang các bạn nhé. Đây ạ, mình ngắt nên là mình ngắt chỉ với cái phần non vừa ăn thôi, phần già mình không ngắt đấy. Trên thực tế rau khoai lang mới là kho báu đối với sức khỏe nhé, nó rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Chỉ vì giá trị dinh dưỡng của nó, của rau khoai lang ấy, có lợi cho sức khỏe, người Nhật đặc biệt ưa thích rau nó khoai lang vì gọi đó còn gọi là rau trường thọ nhé. Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại đã phát hiện ra rằng trong loại rau này ngoài có hàm lượng dinh dưỡng cao ấy, còn có hương vị đặc biệt thì nó còn phong phú về các loại hơn nhiều các loại rau khác ấy, không thể so sánh được các bạn ạ. Lá rau khoai lang có ưu điểm lá rau này. Ưu điểm hơn các loại rau khác về lá khoai lang có chứa vitamin A, vitamin C, các loại vitamin khác và chất xơ và nhiều loại khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, kẽm. Những dưỡng chất này rất là có lợi cho sức khỏe con người các bạn nhé. Trong rau khoai lang còn giàu các hợp chất như poly, phenol, chẳng hạn như flavonoid hay anthocyanin nhé, có tác dụng chống oxy hóa và có thể giúp chúng ta chống lại các tác hại của các gốc tự do đối với sức khỏe của con người nhé. Loại rau này còn được gọi là chất tẩy mạch máu, cũng có thể giúp làm sạch rác trong mạch máu các bạn ạ. Giúp giàu vitamin C và chất xơ có thể giúp đường ruột của chúng ta không bị tắc nghẽn và đánh bay các trứng táo bón ở trong cơ thể ạ. Do đó rau khoai lang bạn nhớ đừng bỏ lá đi khi ăn nhé, chúng ta nên ăn cả lá, nó là một kho báu đối với sức khỏe của con người ạ. Vào mùa hè thông thường chúng ta rất là hay ăn rau khoai lang luộc với thịt rang hay với lạc rang hay với cà nhé, tôm chẳng hạn ạ. Thì chúng hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách luộc rau khoai lang để cho chúng ta ăn làm sạch ruột và tẩy rửa mạch máu của chúng ta, làm cho mạch máu của chúng ta sạch sẽ các bạn nhé. Thì các bạn,
Khi ở quê thì có đất ấy, chúng ta có thể trồng các loại rau để mình ăn xung quanh nhà hoặc là ngoài ruộng nhé. Như thế này chúng ta ăn rất là ngon và sạch sẽ, rau đảm bảo an toàn các bạn ạ. Không có thuốc thang gì cả, rau non xanh mướt nhé. Và chúng ta ăn tươi ấy, nó sẽ đảm bảo cung cấp các chất dinh dưỡng cho chúng ta, không bị các chất dinh dưỡng để khi chúng ta để quá lâu ấy đi hết các chất dinh dưỡng cần thiết. Cùng đen này các bạn có thể nhập bớt đi nhé. Các bạn rửa cho mình 3 nước, sau đó thì mình sẽ luộc lên nhé. Trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể đặt cho mình một nồi nước lên bếp để chúng ta sẽ luộc phần rau này. Những cái ngọn dài chúng ta có thể bẻ ngắn bớt đi. Các bạn đun cho mình một nồi nước sôi lên bếp nhé và mình sẽ cho vào đây một ít muối. Muối sẽ giúp rau của chúng ta xanh hơn nhé. Và bây giờ mình sẽ thả rau quay lang vào. Mở vung ra và các bạn đun với lửa to, sôi lên khoảng độ 2 đến 3 phút là rau quay lang sẽ chín ạ. Ngày hè thì chúng ta thường hay ăn những món luộc hơn là xào hay nấu canh các bạn ạ. Phần nước thì mình sẽ dốc cho tô nhé, mình làm nước luộc các bạn ạ. Nếu luộc nhiều rau ấy thì cái phần nước này sẽ bị chát, cho nên mình luộc vừa phải thôi thì nước sẽ không bị chát nhé. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một loại rau khi chúng ta ăn vào nó sẽ giúp cho chúng ta là kho báu và làm sạch ruột và tẩy rửa được mạch máu, giúp mạch máu của chúng ta sạch sẽ thì sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và lưu thông máu tốt ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình ạ.